nói tiếp. Vâng, chào cả nhà. Cháu điện thoại di động cho. Hay quá. Rồi, quay ra. Vâng ạ. Rồi, em cũng có theo dõi, mặc dù mấy hôm nay cái nick của em bị rip, nhưng mà em cũng có theo dõi cái thông tin việc về việc đã bắt một số đối tượng ném đá ở công ty Paochen. Rồi nhưng cái đặc biệt là những người đó họ khai là họ hoàn toàn không biết gì về đặc khu. Họ thấy biểu tình họ bay ra rồi thấy ném đá họ cũng hùa theo. Điều đó chứng tỏ là cái tầng lớp thiếu hiểu biết rất là nhiều. Người dân thiếu hiểu biết rất là nhiều. Thậm chí không có biết biểu tình vì lý do gì thấy biểu tình cũng bay ra. Rồi thấy ném đá cũng ném luôn. Ném co phong trào. Ê, người Việt Nam mình hay có cái phong trào đó. Xấu hay tốt gì đó cũng hùa theo. Cái đó là cái rất là đáng để phê phán. Chào chị Thảo Nguyễn. Em có theo dõi rồi. Nói chung là lúc mà người ta ném đá thì mình thấy là rất là mạnh miệng, rất là hô hào, rất là mạnh tay. Có vẻ hả hê lắm, ném mạnh tay lắm, thẳng tay luôn, phang. Đến khi lên công an thì ngồi khóc, thục thít, thục thít. Hy vọng là... Sau đó, sau đó ví dụ nhất là cái cô mà ở quê như ở... Thùy cái gì đó, dạ. Thấy cô đúng dạ. Không? Có vẻ hung hăng lắm, nhưng khi bắt đầu suy tố một cái, coi như là khóc lóc rồi trình bày, coi như nhà em có mấy con đấy, em như thế này thì làm sao mà nuôi được con kia. Người ta không nghĩ được những cái hậu quả như thế, đúng là những người dân người ta quá thiếu hiểu biết. Mà qua đó thì mình thực tế đối với Hạnh Lê này, anh nhìn những cảnh đó, anh thương cho những người như thế, người ta quá thiếu hiểu biết. Vâng. Cũng từ những cái người đó mà mình rút ra một cái kinh nghiệm, cũng như mình cũng khuyên những người khác là đừng để cái thiếu hiểu biết của mình lại khiến cho mình vi phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật vì thiếu hiểu biết là cái vi phạm mà ngu ngốc nhất. Tại vì mọi người dân nghĩ quá đơn giản. Người dân cứ nghĩ là ném đá công an là không có bị tù tội hay không có bị vi phạm hay sao á. Cứ thích là ném, rồi thích là quăng, rồi thích là chửi chính quyền đủ các kiểu. Nhưng mà họ không biết rằng những cái hành động đó của họ đang là vi phạm pháp luật. Và nên nhớ rằng khi mình sống trong cái đất nước xã hội chủ nghĩa này thì mình phải tin tưởng vào đường lối của đảng. Tại vì đảng Cộng sản Việt Nam là người đã khiến cho, đã bảo vệ nền hòa bình cho dân tộc này suốt 43 năm. Thì bây giờ mình cần phải tin tưởng. Chứ còn cứ nghe theo ba cái lời mà xuyên tạc kích động của tụi trên mạng mà không có bằng chứng bằng cớ gì cả, sau đó lại hùa theo đi ném đá. Tôi nói cho các anh chị mà thiếu hiểu biết ơi, công an á, họ cũng là người dân thôi. Công an họ cũng có gia đình, có vợ, có con nhỏ, cũng có mẹ già. Các bạn ném đá họ như vậy, họ đâu phải là bộ máy đâu, họ phải là cái cổ máy đâu. Các bạn ném đá như họ, các bạn có nghĩ rằng ví dụ như con các bạn ra đường bị người ta ném đá như vậy thì làm sao? Nó quá ác độc đi. Rồi đến khi á, các bạn phải chịu trách nhiệm trước cái việc làm của các bạn. Chứ không có phải là bị ném đá cho cố xác vô, xong rồi đến khi bị bắt lên nó ngồi khóc lóc kể hoàn cảnh. Muộn rồi, lúc đó là muộn rồi. Thì cũng qua cái sự việc này, chúng ta cần cảnh tỉnh người dân lại, để cho người ta hiểu được cái gì là vi phạm pháp luật. Cái gì á, đến khi để đừng đến khi mà hả, bị bắt rồi, bị mặc áo số rồi, tù tội rồi, lúc đó mới là hối hận muộn màng rồi. Lúc đó là không, tại vì những cái hành vi như vậy thì cần phải thẳng tay. Chứ nương tay được một lần, bữa sau họ lại kinh nghiệm từ cái đám dân chủ cuội rồi. Mời lên lần một, mời lên lần hai, rồi những lần khác nó vẫn chống phá mạnh mẽ, chứ nó đâu có giảm đâu. Cho nên là mà làm thẳng tay luôn, trị dứt điểm. Và Hạnh luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo cũng như là pháp luật của Việt Nam, mặc dù có rất là nhiều khe hở. Anh xin lỗi anh Lê, cái này là anh kể cho các bạn một cái câu chuyện. Chắc các bạn cũng biết cái clip của tôi quay ở cái công an phường Đa Cao về cái thằng tức là dân chủ quậy Trần Ban, đúng không? Thì hôm nay vô tình tôi lại xem lại cái một cái clip, tức là ngày 18 tháng ngày thứ hai sáng hôm nay, tức là có một chương trình cà phê sáng của cha và cái gia Thanh ấy, ở dòng Chúa Cứu Thế 38 cực kỳ động.
thì lại có gặp Trần Bang ngồi ở cái hội nghị bàn tròn đó. Ngoài Trần Bang ra thì có gồm có một số giáo dân ở tỉnh Đồng Nai hoặc là ở cái một số tỉnh khác về lễ đấy. Mà thì buổi sáng thì cha Thanh thường thường mình gọi là cái thằng cha Thanh thường thường làm cái cuộc hội luận cà phê sáng ở cái đá đó. Thì như các bạn đã biết, các bạn sẽ xem cái clip mà tôi quay thằng Trần Bang lúc ấy ngồi ở công an phường Đa Đạo như một thằng chết rồi, đúng không? Rồi là mình cứ cảm tưởng như thằng này nó mặt mũi nó cứ nghẹt ra, mắt thì nhắm nghiền vào, đúng không? Thì hôm nay coi như là nói hung hăng thế này thế khác nọ kia tất cả đến cho nên là những Trần Bang cũng là cái con người cũng hơi có tiếng ở cái nhóm cái lu thành phố Hồ Chí Minh đấy. Nhưng mà khi vào công an phường Đa Cao thì đấy, chúng tôi gặp mặt, tôi quay lại đi, tất cả các bạn đều đã biết là coi như mặt mũi các thứ là coi như nghẹt ra, là không nói được một tiếng nào cả. Anh em vẫn cứ phân tích, hoặc là một số anh em xỉ vả, nói chung cũng ngồi im mắt nhắm, cứ làm như chết rồi. Nhưng hôm nay coi như là ra ngoài hung hăng, nói chung là các bọn dâm chủ quậy. Theo tôi nghĩ là khi mà bắt đầu vào cơ quan an ninh thì thằng nào cũng tỏ vẻ đang ngoan ngoãn như thế này khác, bắt đầu ra ngoài là như này khác. Còn cho nên cái bản chất của chúng nó là cái kẻ ham sống sợ chết thôi. Thấy những mấy cái đồng tiền bẩn thỉu có nhà nhà chúng nó lấy, mà chúng nó không biết là cái cách xử sự của con người chúng nó như thế nào. Rồi anh mời anh lên. Vâng, đúng như anh Bằng nói, đa số dân chú cuội khi lên mạng á, họ rất là hân hoan vinh báo, thậm chí là mặc đồ của Ngụy, giống như kiểu như muốn khơi dậy cái hận thù của chế độ Ngụy vậy á. Rồi á, lên mạng chửi chính quyền ra rả, rồi kèm theo những cái câu chửi đó là những cái câu nói như là không có tự do, không có nhân quyền, không có được này kia, trong khi là rất là tự do chửi chính quyền luôn, mà bao nhiêu năm nay rồi không ai hốt đó. Rồi đến khi á, bị bắt trên thực tế bị bắt lên trên đó thì rất là thành khẩn khai báo, ví dụ như là anh Lộc Lì chẳng hạn, Trường Hữu Lộc đấy, thì đó lên mạng thì mặc bộ đồ Ngụy và livestream rất là hùng hổ, ở phía sau là một lá cờ Mỹ, rai lên rất là hùng hổ và thậm chí chửi chính quyền, rồi chửi Đảng Cộng sản, rồi tật đấy. Đến khi bị bắt rồi lên ngoan như một con mèo, ngoan như một con mèo, ngồi co ro và tôi cảm thấy hành động của tôi là sai trái này kia, ăn năn đó. Mọi người có xem clip đó chưa? Đó thì bản chất của họ thì chỉ có vậy thôi, không có hơn đâu. Ai mạnh miệng cỡ nào trên mạng thì tại vì bài ba đồng bạc lẻ ở bên hải ngoại mà nói mạnh miệng lắm, nhưng mà trên thực tế đối diện với luật pháp và họ rụt đầu rụt cổ, ngồi cứ cúi gầm mặt xuống và cảm thấy xấu hổ đó, các anh chị thấy không? Chứ còn mà đâu có phải là hay ho gì đâu, đâu phải là họ là mạnh miệng trên mạng, là ở ngoài đời cũng gọi là tướng tá, hay là ngoài đời là vinh mặt vinh mày gì đâu, vô công an là như con chuột hết, cúi gầm hết, rất là mặt tươi tái xanh tái xám ấy. Nhưng mà bắt đầu ra khỏi công an, bắt đầu livestream cái mặt những cái tưng bừng, sau đó có nhiều nói mạnh, rất là mạnh miệng thế này thì khác đấy. Anh điển hình cho như anh đã gặp cái thằng có như Trần Bang ở ngoài đời đấy, một cái thời gian cũng tương đối dài đấy. Nhưng mà hôm nay thì nghe thấy mình bảo đúng là cái bản chất của bọn dân chủ quậy, nói chung là nó cũng chỉ đến mức độ như thế thôi.